Từ mùng 6 đến mùng 8 tháng 6, mua phụ kiện giảm giá 50%, mua 1 tặng 1, miễn phí giao hàng tại chơihay.vn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cộng Review. Và trên tay mình đây đang là chiếc Google Pixel 3 XL. Và đây là một chiếc smartphone tuy dự đã ra mắt được khoảng hơn 2 năm rồi, nhưng nếu như trong tầm giá khoảng hơn 3 triệu đồng thì đây là một chiếc máy cực kỳ là đáng mua. Đặc biệt nếu như bạn nào thích chụp ảnh ở trên smartphone thì camera của chiếc Google Pixel 3 XL này là một sự lựa chọn tuyệt vời. Ok, và đây là chiếc Google Pixel 3 XL và mình đang có một chiếc máy full box luôn nhá. Đó, và mình đang có trên tay đây phiên bản Purple X, tức có nghĩa là nó hơi tím một chút, nó không phải là màu trắng hẳn mà nó hơi ngả ngả sang màu tím một chút. Đó. Ok, mình sẽ để nó qua một bên. Xem phần phụ kiện ở phía bên dưới đây thì để qua một chút ở ngoài mặt hộp đi. Các bạn nhìn thấy đây là hình ảnh của chiếc Pixel 3 XL này, mà chỉ có duy nhất một cục camera thôi. Logo của Google và tên mã máy là Pixel 3 XL. Phía bên cạnh thì nó sẽ chỉ có logo của Google thôi. Đó. Ở phía bên dưới đây thì mình có một cái siêu máy. Đó, một chiếc máy này là chiếc máy nguyên siêu nhá, vẫn còn mới luôn nhá. Mình vẫn còn siêu luôn. Ở phía bên dưới phần phụ kiện thì đây nó sẽ có một cái tập sách hướng dẫn sử dụng, kèm theo đó là một cái que chọc SIM ở phía bên dưới đây. Đó. Tiếp theo mình sẽ có một sợi dây cáp C2C. Đó. Một cái cổng chuyển đổi USB OTG từ USB Type A sang USB Type C này. Và một củ sạc nhanh. Và củ sạc nhanh ở trên sản phẩm này thì nó sẽ có công suất đó chính là 18W. Đó. Và đây toàn bộ phụ kiện của chiếc Google Pixel 3 XL. Và tất nhiên rồi, nó sẽ không đi kèm với cả tai nghe. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn về chiếc Google Pixel 3 XL nhá, để xem là trong tầm giá khoảng hơn 3 triệu đồng thì nó có đáng để các bạn lựa chọn hay không. Ok, quay trở lại với chiếc Google Pixel 3 XL của chúng ta. Đầu tiên thì mình sẽ nhận xét một chút về phần thiết kế của sản phẩm này. Thì đây là một cái mẫu thiết kế của năm 2019 và nó sẽ có một cái màn hình không phải là màn hình tay thỏ. Năm 2019 thì đã có màn hình tay thỏ rồi, nhưng mà chiếc Google Pixel 3 cũng như Pixel 3 XL thì nó sẽ không có tay thỏ. Và cả hai mẫu smartphone này thì nó sẽ có một cái thiết kế khá tương đồng, khác biệt chỉ là ở phần kích thước thôi. Ở phía mặt trước đây thì chiếc Pixel 3 XL này thì nó sẽ được trang bị một cái màn hình OLED với kích thước đường chéo là 6 inch. Tỷ lệ màn hình đó chính là 18.599, độ phân giải màn hình là Full HD cộng. Và cái phần viền ở cạnh trên đây thì nó sẽ có phần camera selfie này, có độ phân giải là 8 megapixel, khẩu độ là F/2.0, kèm theo đó là một cái giải loa đàm thoại. Phía cạnh dưới đây thì nó rất là dày. Nói chung là tại điểm bây giờ nó, nếu như mà nhìn những chiếc smartphone có phần màn hình tràn viền với thiết kế màn hình dạng tay thỏ này, giọt nước hay là đục lỗ hoặc là full view camera pop-up, thì nhìn cái màn hình ở trên chiếc máy này mình thấy nó không được quen cho lắm, bởi vì nó sẽ có hai cái phần viền trên dưới nó khá là dày. Chuyển sang phía mặt sau đây thì chiếc Pixel 3 XL này vẫn mang một thiết kế hai tông màu, với phần phía bên dưới đây thì được làm từ chất liệu đó chính là nhựa nhám này, còn phía bên trên này thì được làm từ nhựa bóng. Và đây là cái điểm cắt giảm về chất liệu hoàn thiện so với chiếc Google Pixel 3. Phía góc bên trên đây thì nó sẽ có một cụm camera chính có độ phân giải là 12 megapixel, khẩu độ là f/1.8. Cụm camera này thì nó sẽ cho chất lượng ảnh chụp rất tốt, kèm theo đó là hỗ trợ chống rung quang học OIS và chống rung điện tử EIS. Phía bên cạnh thì nó sẽ có một cụm đèn flash LED này. Chiếc máy này nó sẽ hỗ trợ bảo mật bằng một cụm cảm biến vân tay một chạm. Và phía bên dưới đây thì nó sẽ có logo của Google. Tổng quan phần thiết kế của sản phẩm này thì nó được làm từ nhựa nguyên khối luôn, và cái phần mặt lưng sau lẫn phần khung viền nó là một thể, và nó chỉ ghép cái phần màn hình ở phía mặt trước đây vào cái phần thân nguyên khối như này. Về điểm khác thì ở cái bên phải đây nó sẽ có phím nguồn, kèm theo đó phím tăng giảm lượng. Phím nguồn này thì nó sẽ có màu xanh nhìn rất là nổi bật. Phía cạnh bên trái đây thì nó sẽ có một khay SIM, và chiếc máy này thì nó sẽ chỉ hỗ trợ chúng ta một SIM mà thôi. Ở phía dưới cạnh đáy thì nó sẽ có một cái mic làm thoại được làm giả loa này, cổng sạc USB Type-C và loa ngoài. Ở phía cạnh bên trên thì nó sẽ có jack cắm tai nghe 3.5mm, kèm theo đó là một cái mic phụ để thu âm. Nói chung là về phần thiết kế của chiếc Google Pixel 3 XL này, trong tầm giá khoảng hơn 3 triệu đồng thì mình vẫn đánh giá nó là một cái thiết kế khá là ổn, đặc biệt lại là một sản phẩm đến từ Google. Google thì họ không mạnh về phần thiết kế của những chiếc smartphone đâu, và họ chỉ mạnh duy nhất đó chính là về phần mềm. Mình sẽ nói luôn về phần cấu hình cũng như là phần mềm của sản phẩm này. Về cấu hình thì chiếc máy này nó sẽ được trang bị con chip đó chính là Snapdragon 670 đi kèm với dung RAM là 4GB, bố trong là 64GB và không hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ngoài. Viên pin của máy thì đi kèm sẽ có dung lượng đó chính là 3.700 mAh và hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 3.0 với công suất là 18W. Còn về phần mềm thì chắc chắn là nó sẽ được chạy ở trên cái giao diện thuần Google rồi. Và với những sản phẩm Pixel của Google thì sẽ được Google update cực kỳ lâu dài.
đặc biệt là cái nền tảng lưu trữ Google Photo ấy. Thì theo như thông báo của Google thì từ ngày 1 tháng 6, tức có nghĩa là ngày hôm kia ấy, thì Google sẽ không cho lưu trữ miễn phí ở trên nền tảng Google Photo nữa. Tuy nhiên thì những thiết bị đến từ Google Pixel ấy thì sẽ được lưu trữ không giới hạn luôn. Tổng kết lại thì với tầm khoảng 3,2 triệu đồng thì chiếc máy này là một chiếc máy mình thấy nó khá là ổn. Tuy phần thiết kế của nó không có gì nổi bật nhưng mà nó mạnh nhất đó chính là về phần mềm này, hỗ trợ update. Hơn nữa với cái nền tảng Android thuần Google này kèm theo con chip Snapdragon 670 thì nó vẫn đem lại chúng ta một cái hiệu năng rất là tốt, vẫn rất là mượt mà khi mà trải nghiệm trên sản phẩm này. Về phần hỗ trợ thì chắc chắn là nó sẽ được hỗ trợ update lâu dài. Và đặc biệt là với cái nền tảng Google Photo thì những thiết bị Google Pixel được lưu trữ không giới hạn luôn. Và những chiếc Google Pixel này thì mạnh nhất đặc biệt đó chính là về phần camera. Đến nỗi nhiều thiết bị trích xuất cái bản Google Cam ấy mà cài lên những thiết bị đó thì đem lại cái hiệu năng cũng như đem lại cái chất lượng ảnh chụp có khi còn nhỉnh hơn cả so với camera mặc định đến từ máy. Nếu như bạn nào cần một thiết bị có camera đẹp trong tầm giá của hơn 3 triệu đồng thì đây là một sản phẩm cực kỳ đáng mua. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc Google Pixel 3 XL này thì xin mời hãy để lại ý kiến dưới phần comment. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.